niệm Phật, thành Phật. Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không. Chuyện ngữ: Tịnh Nghiệp. Chương 9: Tùy duyên. 9.1. Chúng ta phải nhớ kỹ một nguyên tắc quan trọng: phát nguyện phải chân thật, tiếp tục huệ mạng của Phật hoằng pháp lợi sanh. Phải nhớ kỹ: tùy duyên chứ không phan duyên. Khi không có duyên thì không miễn cưỡng, không đi tìm cầu, không được đi tạo cơ hội, tạo điều kiện. Vậy thì sai rồi. Có ý nghĩ đi tạo thì tâm không thanh tịnh, thì không như pháp. Vì thế phải đợi thời tiết nhân duyên thành thục. Nhân duyên chưa thành thục thì chăm chỉ tu hành, tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của mình, hạ thủ công phu ở phương diện này. Đợi cơ duyên thành thục, nhất định không được phan duyên. Tâm phải thanh tịnh, phàm việc gì cũng phải tùy duyên, nhất định không được phan duyên. Chính là tùy theo tất cả mọi việc, tâm chúng ta liền thanh tịnh, hóa độ chúng sanh là việc tốt. Phật Bồ Tát hộ trì, chúng sanh có phước, duyên tự nhiên thành thục. Chúng sanh không có phước, chúng ta có nghĩ cách gì, cái duyên này cũng không có được. Duyên không có mà lại đi tạo nghiệp nặng, tương lai phải chịu quả báo nặng hơn, hà tất lại phải vậy? Đạo tràng của Đại sư Liên Trì, đại điện gọi là thần vận điện, không phải do con người xây nên mà do quỷ thần xây nên. Cơ duyên thành thục rồi, quỷ thần xây nên đại điện để cúng dường Đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì không phải đi hóa duyên bên ngoài để xây dựng. Chúng sanh cả vùng đó có phước, thần vận điện tự nhiên thành tựu, tất cả thuận theo tự nhiên. Hoằng pháp lợi sanh có nên làm không? Nên làm. Nên tùy duyên mà làm, không được phan duyên mà làm. Cho nên nói, có cơ hội thì làm, không có cơ hội thì không đi tìm để làm. Như vậy thì đúng rồi. Làm thì như là không làm vậy. Nếu kể công, tôi làm được bao nhiêu việc tốt thì là chấp tướng tu phước, lại không có công đức. Phải tam luân thể không, nghĩa là không có ta, người và việc làm. Trong tâm một lòng chuyên niệm Phật, có cơ hội thì tùy duyên giúp đỡ chúng sanh. Tùy duyên cũng phải tận tâm tận lực thì sự việc mới làm được viên mãn. Không có cơ hội thì tự mình lão thật niệm Phật. Thật sự lão thật niệm Phật thì sẽ có thể đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh, biết trước ngày giờ, lâm chung không có bệnh khổ. 9.2. Làm mọi việc tốt, mọi thứ công đức thế gian đều không bằng niệm câu A-di-đà Phật này. Tất cả việc làm thiện, việc thiện chúng ta tùy duyên làm, không được phan duyên. Phan duyên là có ý muốn làm thì tâm này đã xen tạp rồi. Tùy duyên là nguyện lực làm, chính là gặp thì làm, lúc chưa gặp ý niệm đều không có, lúc gặp thì làm cũng không nghĩ ngợi gì. Đây là tùy duyên. Mặc dù làm tất cả việc thiện nhưng tâm địa thanh tịnh, trong tâm vẫn là một câu A-di-đà Phật, nhất định không được thay đổi, nhất định không được xen tạp. Phải tu phước, tu huệ, không được tu thứ gì khác. Lão thật niệm một câu A-di-đà Phật là được rồi. Niệm đến thân tâm thanh tịnh, phước huệ liền hiện tiền. Cái đạo lý này phải tin sâu, không nghi ngờ. Tùy duyên tu phước là đúng rồi.
có ý đi tu phước là sai rồi. Niệm Phật đến mức tâm thanh tịnh, cái đạt được là phước vô lậu. Phước vô lậu thì tương lai vãng sanh tịnh độ. Y báo, chánh báo, trang nghiêm không khác gì với Phật. Phước báo hữu lậu làm sao so sánh được? Không phải nói là người học Phật không được đi làm việc thiện, mà tùy duyên làm việc thiện, không phan duyên, tâm chúng ta liền thanh tịnh. 9.3. Tâm địa người học Phật phải thanh tịnh, bình thường xử lý công việc. Đối với người, với việc, với vật đều phải tùy duyên. Tùy duyên chính là tuyệt đối không tự mình đưa ra chủ trương. Tùy duyên mà đoạn ác tu thiện. Hễ việc gì có lợi cho bản thân thì là ác, có lợi ích cho Phật Pháp, cho chúng sanh thì đều là thiện. Phật Pháp từ đầu đến cuối là phá cái ngã chấp, pháp chấp. Có ý kiến chính là có chấp trước. Có chấp trước chính là ác. Chính là có ngã chấp, có pháp chấp. Tùy duyên thì cái gì cũng đều tốt. Thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng được. Ta đều vui vẻ sống chung với mọi người. Vì người ta có chấp trước, ta không có chấp trước. Người ta có phân biệt, ta không có phân biệt. Người ta có vọng tưởng, ta không có vọng tưởng. Không có thì cái gì cũng tùy thuận được. Có thì là đối lập, thì có xung đột. Làm sao có môi trường không thể sống chung chứ? Làm sao không thể sống chung với mọi người chứ? 9.4. Có nguyện không có cầu thì tự tại. Có nguyện, phía sau nguyện còn có tâm mong cầu, đó là gánh vác rất nặng, cũng rất khổ não. Khổ gì? Cầu không được thì khổ, sau khi cầu được lại suy tính hơn thiệt, đầy sợ bị mất, khổ liền đến rồi. Vì thế Phật giáo dạy chúng ta, tùy duyên nhi bất phan duyên, nghĩa là tùy duyên chứ không phan duyên. Vậy thì được đại tự tại rồi. Dù là hoằng pháp lợi sanh cũng không ngoại lệ. Có duyên chúng ta liền cố gắng làm, không có duyên thì cố gắng niệm Phật càng tự tại. Có duyên bạn phải tận tâm tận lực đi làm mới viên mãn. Không có duyên hãy phát cái tâm thì viên mãn rồi, không cần phải làm. Đấy là tùy duyên.